Bài học tiếp theo, tầm quan trọng về mặt kinh tế của các dạng san hô. Rất nhiều người quanh thế giới thì phụ thuộc hoặc là một phần phụ thuộc vào những dạng san hô cho cái sinh nhai của họ. Họ thường sống ở gần những cái dạng này và kế sinh nhai của họ xoay quanh cái sự khai thác trực tiếp, quá trình chế biến và bán cái nguồn lực của cái dạng này như là cái shellfish và seaweed. Hơn nữa, nhà của họ thì được sheltered, được che chở bởi những dạng đá từ wave action, là vậy là được che chở bởi những cái dạng đá khỏi cái wave action. Những cái dạng đá phẳng và những cái phá đá nông thì accessible, có thể tiếp cận được bằng bằng chân mà không cần cái nhu cầu cho một cái boat, tức là không cần một cái boat. Và vì vậy cho phép những người phụ nữ, trẻ em và những người lớn tuổi allow luôn đi với to để làm cái gì đó, tham gia trực tiếp vào trong sự thu hoạch bằng chân tay hoặc mót hoặc là lượm reef. Cái này là một yếu tố quan trọng phân biệt cái ngành đánh bắt cá dựa trên những dạng đá, phân biệt giữa cái này và cái ngành đánh bắt cá gần bờ biển. Cái sự đánh bắt cá gần bờ, một cách điển hình, là cái domain, lĩnh vực của những người đàn ông trưởng thành, in particular, bằng với particularly, cụ thể là nơi họ tham gia vào việc sử dụng của những con thuyền. Với cái việc những người phụ nữ và trẻ em bị giới hạn chủ yếu tới những hoạt động dựa trên bờ biển, dựa vào bờ biển. Tuy nhiên, trong cái ngành này, sự tiếp cận về mặt thể chất của cái dạng đã mở ra những cơ hội cho sự tham gia trực tiếp bởi woman, và hệ quả là tăng cái sự độc lập và tầm quan trọng của cái vai trò của họ trong cộng đồng. Nó thì cũng cung cấp một cái nơi cho trẻ em để chơi và để lấy được, thu thập được kỹ năng quan trọng và những knowledge quan trọng cho phần về sau trong cuộc sống của họ. Ví dụ, ở đây, young boys thì sử dụng dây đơn giản với một cái thòng lọng, một cái vòng và một cái bait, là một cái mồi ở cuối, để phát triển cái nghệ thuật của việc câu cá trên dạng đá. Tương tự như vậy, ở vùng này, ở Thái Lan, những cậu bé trẻ này dành rất nhiều thời gian của họ để chơi, bơi, lội và lặn ở trong những cái phá đá nông. Và trong việc doing như những cái như thế này, họ xây dựng những cái kỹ năng cần thiết cho tồn tại hàng ngày của họ trong tương lai. Những nghề nghiệp thứ hai như là những cái hoạt động buôn bán và chế biến cá thì thường được chiếm lĩnh bởi phụ nữ và cung cấp một chiến lược sống sót quan trọng cho những cái hộ gia đình, với sự tiếp xúc tới một vài cái tài sản thể chất khác như là thuyền và gear. Cho những người phụ nữ lớn tuổi, những người quá phụ, những người vợ của những người đàn ông ốm yếu, infirm. Ở nơi này, phụ nữ có một vai trò riêng biệt và những cái quyền trong việc phân bố những cái sự bắt được cá, tức là những con cá mà bắt được. Cái điều này là bởi vì những cái cano được làm từ cái này cái kia thì được giành được thông qua cái sự trao đổi của những cái vải được làm bởi những người phụ nữ này. Những cái ngành đánh bắt cá mà small scale á, hỗ trợ cái sự liên quan của local woman traders và những
sự liên quan của họ có thể đưa họ sự kiểm soát lớn hơn đối với cái income của hộ gia đình và trong sự thỏa thuận cho những cái loans hoặc là credit khoản vay và những cái tín dụng. Vì vậy, vai trò của họ thì không chỉ quan trọng trong việc cung cấp income cho gia đình của họ, nó cũng underpins là làm nền chống trụ cho cái nền kinh tế của cái local village. Những người nghèo với ít sự tiếp xúc với đất, nhân công và những nguồn lực tài chính một cách riêng biệt phụ thuộc vào sự khai thác những nguồn lực tự nhiên và như một kết quả hoặc là kết quả là họ thì dễ bị tổn thương bởi những sự thay đổi theo mùa trong sự sẵn có của những cái resources này. Sự đa dạng của sự đánh bắt cá ở cái dạng san hô kết hợp với sự tiếp cận accessibility, sự tiếp cận về mặt physical và cái sự bảo vệ họ cung cấp chống lại bad weather làm cho họ một cách tương đối là stable so sánh với những cái ngành khác hoặc là những việc sản xuất nông nghiệp dựa trên đất. Ở nhiều địa điểm, cái dạng đá ngầm có thể thậm chí là đóng vai trò như một resource bank, được sử dụng như là một phương tiện của việc saving food cho những thời gian tương lai của nhu cầu. Ý là chính những cái dạng đá này là nơi người ta tích trữ, người ta saving cái food. Ví dụ và giải thích cho ý đó là gì ở đây? Những cái con sò khổng lồ được collect và được giữ ở trong những cái vùng đóng lại nhờ những cái bức tường của cái dạng đá. Có lẽ họ lấy chính những dạng đá đóng lại để giữ những cái con sò lớn cho đến khi chúng được cần trong những cái periods của thời tiết xấu. Ở đây, mấy cái con này á, thì hiếm khi được ăn trong khi thời tiết tốt trong một cái nỗ lực để dự trữ cái dân số của chúng cho những tháng mà những tháng đó rough weather nó ngăn chặn cái good fishing, nó ngăn ngừa cái việc đánh bắt cá tốt. Những nguồn lực từ cái này cũng đóng một vai trò như là một tầng đệm chống lại những cái tỷ số thấp về mùa ở trong những cái sectors khác, cụ thể là ở nông nghiệp. Ý là cái này nó cũng đóng vai trò là hỗ trợ cho nông nghiệp. Ví dụ ở những cái cộng đồng gần bờ biển ở vùng này thì sự khai thác những dạng đá đã cung cấp cái key resources của thức ăn và của tiền, tiền mặt là cash. Khi mà sự sản xuất nông nghiệp thấp với cái đỉnh cao ở trong sự đánh bắt cá xảy ra cùng lúc với cái thời điểm của những dự trữ nông nghiệp thấp nhất ở đây, trong khi nông nghiệp là một main chính của sự sản xuất thức ăn thì một tỷ lệ lớn của cái dân số ở ven biển tham gia vào nghề đánh bắt cá như là kế sinh nhai không thường xuyên. Trong nhiều khu vực có dạng san hô, du lịch là một trong những cái industry chính mang lại việc làm và ở nhiều trường hợp thì được promoted để cung cấp những sự thay thế cho alternative longevity này. Cái kế sinh nhai dựa trên đánh bắt cá và để đảm bảo rằng cái nguồn lực này được bảo tồn. Ở một mình Caribbean, những tour dựa vào scuba diving lặn biển đã attract 20 triệu người một năm. Cái sự nâng cấp của những con đường và cái sự communications liên quan đến
Cái sự mở rộng của du lịch cũng có thể mang lại benefit cho những cộng đồng địa phương. Người học bring benefit to là mang lại cho. Tuy nhiên, những kế hoạch cho sự phát triển cần phải được xem xét một cách cẩn thận. Cái khả năng của những members nghèo hơn của cộng đồng để mà access cái lợi ích của tourism thì còn rất xa từ cái được đảm bảo và yêu cầu sự phát triển được guided bởi những nguyên tắc về môi trường, về văn hóa và về xã hội. Có một sự nhận diện đang tăng lên rằng sự bền vững là một yêu cầu quan trọng, yêu cầu chính khi mà bị bao bọc, bị vây quanh trong những hoạt động ecotourism small scale. Cái này là Việt Nam là chuyên gia này, bỏ qua luôn, không có cái key requirement gì trong quá trình phát triển du lịch hết. Nơi mà sự phát triển du lịch không được một cách cẩn thận plan và cái nhu cầu và sự ưu tiên của cộng đồng địa phương không được nhận ra một cách đúng đắn. Conflict thỉnh thoảng đã và đang tăng lên giữa tourism và những cái người đánh bắt cá nhỏ lẻ và ở địa phương.